Mở à? Ơi, anh chàng Bon Tư này thích xe nào nào? À, xe ô tô đặt trước mặt này gì? Được, đi. À, ra đây bùi dắt Bon Tư đi. Đây, mở ra. Ô, xe này kinh chưa? Nhiều chưa? Quẹ, hơi bẩn tí. Nhưng mà có lên được không đủ? Cái lên được. Cháu không lên được. Đây, trời. Thì ăn cái xe kia này. À, nhờ đánh xe kia này vậy. Cho em xe này chơi. Đấy. Đóng cửa vào. À, đóng cửa vào. Đóng nhẹ thôi nhá. Không có. Đúng rồi. Ừ. Kẹt cái ngã bon đấy nhỉ. Ông đánh chặt. Rồi, đóng nhẹ thì này thôi nhá. Ơi. Ơi. À. Rồi để à anh cu mít để bố sang xem anh cu mít nhá. Đâu à cái xe góc đấy xì lốp à? Ờ đi ra đằng này. Ờ anh chào Bon Tư, lái vô lăng chưa? Cầm vô lăng đâu, lái xe à? Bố đóng vào à? À phải bố đóng vào nhá. Rồi. Đây để bố sang xem anh mít nhá. Để Bon ngồi im nhá. Rồi thế nhà anh ngồi xe nào nè? Container ở đằng kia, tí nữa ra container. Xem mít thối ngồi xe nào nè. Mít ngồi xe nào? Thế chạy sang ngồi thôi. Mà cả em mới không ngồi đâu. Không ngồi à? Không ngồi thì nó sẽ bắt ngồi. Không ném linh tinh vào đầu người ta này. Ở bên đấy là ruộng à? Anh cu mít này mở cái gì? À, Bon Tư đang làm gì thế này? Ơi, Bon lái chưa? Đấy. À, đóng vào à? Thế cứ lái vô lăng chưa? Cầm vô lăng lái chưa? Đóng. À, đóng nhá. Đây, đóng đây. Rồi. Thích đâu. Làm có. Mít lại mở ra. Cái xe này có vẻ thấp đấy. Lái được đấy. Cái này hơi cao. Thấp thế này, xe này lái dễ. Cháu không kia lên được. Có tìm cái gì tao đỏ đi. Kia, xe kia. Ôi giờ chả ngồi đâu. Bon mang công kia lô đi mà cũng chơi. Ờ, em Bon đang lái xe tải to nhất. Người thì bé mà lái xe to nhất. Người thì bé. Để hỏi thăm anh chàng Bon này xem đã lái được đi đâu chưa. Đây cần số này. Nên ra để anh đón mẹ Hiên về nhá. Không. Để anh đón mẹ Hiên về. Không. Không à. Uầy, mít cần. Ở cái gì kìa mà nó cứ cần nên nó cổ động. Nghĩa lúc mày mít ở cái gì đấy lại. Bóng nào. Lúc mày mít ở cái gì ấy lại. Bóng nào. À, đóng vào. Nó cổ động mà. Em đang ngã vào mít à. Kéo. Khởi động ô tô quá. Không. Mà nó chạy chạy. Đóng Bon Tư vào. Rồi, đóng rồi. Rồi. Chốt cửa nhá. Ờ, thoải mái chốt cái này nó. Cái này nó ấy rồi, cái này nó lỗ này thoải mái. Trèo lên thử lái xem nào, bố xe nào. Nhưng để con đóng cửa tập vào. Để con mở. Ôi, không chơi cái hòn này nhá. Cục đá này anh chàng Nhật Anh này chơi rất nguy hiểm. Bên kia nhưng may có người làm ruộng là chết dở nhá. Đúng không? Không chơi thế được đâu. Mở chưa? Mở ra trèo lên. Ui trời ơi, xe này thì tha hồ thích nhỉ. Bố tông này nóng lắm. Nóng thì mở cửa này ra nó thoáng mát rồi. Gần lại. Ôi dồi, giật mạnh vào. Chân ga chân hanh đây này. Cái gì đấy chú? Đấy, đạp chân ga đạp chân hanh vào. Ui. À đây là kéo kính lên đấy. Nhật Anh kéo kính lên. Tí. Đấy. Gì đây?
đấy là cái điều hòa, cửa gió điều hòa. Lại phải sang xem anh bon, chàng bon tơ này thế nào. Cái đấy chốt thì phải chú. Chốt ra mở được đấy. Không mở được. Giật lên là mở được. Rút nhẹ. Vào đây xem anh chàng bon tơ này thế nào. Anh ta nghịch cái gì? Úi dồi. Bon tơ nghịch gì đấy? Cái gì? À đài, à, đài, đài. Cái đấy là cái đài. Chưa đi được, đây là vẫn đang cao mùa. Chân này, chân ga này. À, chân này nó hỏng rất mạnh, rất là khó đạp. Rồi hôm nay hai anh em ngồi cùng lái. Cái xe to thế này phải hai người lái mới được. Đứng anh cứ vào chỗ đi. Bật cái này được rồi. Bật cái này. Ok đi. Nhìn lái xe phải nhìn đường như này. Ai lại nhìn đấy à? Cầm vô lăng nhìn đường chứ. Cho nó là em sang xe khác à. Sang xe khác à? Nhớ anh đóng cửa. Thoải mái chốt đi. Rồi mít nhảy sang xe này à? Hay chốt rồi. Ủa chốt rồi. Rồi thì ra xe này nó bị chốt rồi. Mở cái chốt ra phát được luôn. Ơi à, anh chàng bon tơ ta đã bắt đầu cảm thấy nóng đít ở đây rồi, thích xuống chưa? Hay ngồi đây lái tiếp? Làm nào? Lại đóng vào à? Làm nào đóng chốt? Không được đóng chốt nha. Đóng chốt nhá. Đóng chốt là không mở được ra nhá, là bon tơ bị chốt. Làm nào? À, bon vào ai đóng nha? Bố. Ừ. Được, à, rồi. Rồi. Lái xe tải nhá. Anh ơi. Ôi anh Nhật Anh chạy đâu rồi? Hai xe này đều không có. Nhật ơi, có cái gì còn cười lắm. Đâu gì? Ở đây đều không có mít cả. Nhật Anh mít mới lên xe xong. Giật tần số lên. Ui. Đi hết xe này đến xe khác. Ôi giời. Xe này có các thứ còn lái được không? À mít. Bố bố. Ngay nghe anh bảo xe của em bon chít lắm kìa. Thế à, thế sang xe của em bon thế nào? Anh Nhật Anh đi đằng kia. Đằng kia có đường mà. Đấy, lên đằng đấy. Đây đằng đấy ạ. Ừ, anh Nhật Anh lên đằng đấy đấy. Ngồi ơi. Đi đi nhá. Mình như này chẳng có ngồi được. Chắc là sạch. Tí nữa sạch mà tí nữa về tắm, sợ gì. Đi nữa về tắm rồi đi. Xe của anh xịn chưa? Đạp chân ga, chân phanh. Xịn là xịn đấy. Xịn không? Ui, đừng chờ đó. Cần số đấy. Các bạn này giật cần số rất là tít. Đây, 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 đây. Đâu? Tít, đây. Cái gì đấy? Cái một đây. Tinh, tinh, một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Các bạn này không biết khám phá cái gì đấy mà nghe đơn thế này. Mở tít, đây, 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 đây. Yeah. Cái quái gì nữa đây? Đây là xe ô tô dừng, đây là xe ô tô đi. Đây là tăng tốc đúng không chú? À cái đấy thì là cái đài thôi, cái đài cắt chẹt các thứ thôi. Nguồn em chơi tí 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 tí. Có cái gọt nữa này. Tiền 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 tiền. Đi vào ơi. Cho anh vào. Có chìa khóa luôn này. À có chìa khóa à? Đâu? Đâu đâu? Trong cho vào. Nào.
tối thì có khi phải dừng video tại đây thôi vậy. À, cho anh đi mấy chứ nhỉ? Không được khóc, nếu khóc các chú bảo vệ các chú không cho vào đây chơi nữa nhá. Không được khóc nhè đâu nhá. Anh ngồi ở bên đấy thôi, để mít ra đây. Để mít ra đây, bố cả mít đi xe bên này kinh hơn. Sợ gì, nhảy xuống nhẹ nhàng thôi là được. Anh đi vào nhá. Cho mình con tơ ở đây vậy. Cho mình water này. Bố đắm mèo. À, để nói hẳn hoi. Bình đắm mèo. À. Phải đóng. Ai đóng? Thế nào? Đây. Đây, xe này. Xe này không biết là người ta vẫn đang xịn hay sao. Chắc không phải đâu. Ôi xe này về xe xịn rồi. Đâu? Xe có mở được không? Xe xịn rồi. Không mở được. Xịn là để bãi này. Cứ tưởng xe hơi ngon mà là xe xịn. À quay video Bon à. Đây. Thấy Bon cười nào thì bố quay đây. Thế Bon lại lái tiếp ô tô nè. Bon lái ô tô tiếp này. Nhưng mà con vẹn chú vấn. Không lái nữa à? Bon không lái nữa à? Đấy là cái người ta mở đèn này, người ta mở đèn rồi gạt nước này. Xuống. Đã xuống à? Tưởng quay video này. Đây luôn. Được. Đấy, anh mít anh mở cho lo gì mưa đấy một chặt ra xe công đến nơi đằng kia đi chú. Xe công đến nơi to à? Con đi vào công đến nơi được, bây giờ phải tạm dừng tại đây rồi đi vào công đến nơi chuẩn bị